Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hồi 19 giờ đêm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Nghệ An khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40-50 km/h, giật cấp 8. Ban kinh gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8, khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam, sau đổi hướng Đông Đông Nam và đi được từ 5 tới 10 km. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 30 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40-50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 17,5-19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và khu vực biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đồng thời, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hiện còn có thêm 2 cơn bão nữa hoạt động. Hồi 3 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Infa ở vào khoảng 28,5 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh miền Đông Trung Quốc. Trong khi đó, cơn bão thứ 3 mang tên Lepatap vẫn đang tiếp cận và có thể đổ bộ vào Nhật Bản trong ngày 27 tháng 7. Dự báo bão Lepatap sẽ đợt cấp gió cực đại trong tối nay trước khi suy yếu dần. Với việc xuất hiện cùng lúc 3 cơn bão, thì cùng với hiện tượng La Nina quay trở lại trong những tháng cuối năm 2021, dự báo từ nay đến hết năm, số lượng các cơn bão sẽ xuất hiện nhiều, hoạt động liên tục và dồn dập. Trên Biển Đông sẽ còn khoảng từ 7 đến 10 cơn bão nữa hoạt động, trong đó sẽ có từ 4 đến 5 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền của nước ta. Trở lại với thời tiết trên đất liền, sáng ngày hôm nay, mưa tại Bắc Bộ đã giảm nhanh xuống diện vài nơi, nên nhiệt ở miền Bắc sẽ tăng lên từ 32 cho tới 34 độ. Một số nơi như tại Thái Nguyên, Bắc Giang hay là cả thủ đô Hà Nội có thể đạt mức trên 35 độ. Trời nắng nóng nhẹ. Tuy nhiên, nhiều khả năng từ tối và đêm nay, một vùng hội tụ gió mới sẽ được thiết lập và gây ra mưa dông trở lại cho các tỉnh Bắc Bộ. Riêng tại khu vực vùng núi và Trung Du có thể sẽ có mưa to, nên người dân các khu vực này cần hết sức lưu ý. Sự dịch chuyển xuống phía nam của áp thấp nhiệt đới khiến vùng tâm mưa miền Trung cũng thay đổi theo. Trong đêm qua và sáng nay, hoàn lưu phía tây của áp thấp nhiệt đới vẫn gây ra mưa to cho khu vực phía bắc của miền Trung. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 50 cho tới 100 mm, có nơi trên 150 mm. Ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, bà con khu vực cần chú ý đề phòng. Ở phía Nam, do hoạt động của bão Infa
nên khu vực tiếp tục nằm trong vùng tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Những cơn mưa rào và dông tiếp tục được gió Tây Nam mang tới cho Tây Nguyên và Nam Bộ, với thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 25 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng khu Tây Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27-30 độ, phía Nam từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông,
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.